Vâng, và Zalo hân hạnh được xin chào các bác lại gặp nhau trên kênh YouTube của Hoàng Giao đâu. Vâng, Cấn đi vào phát hành vào buổi sáng thứ bảy và hôm nay là ngày 22 tháng 10 năm 2022. Vâng ạ, clip ngày hôm nay thì Hoàng Gia lại tiếp tục sẽ làm một cái chương trình đặc biệt hơn một chút. Cũng là ngày nghỉ cuối tuần và cũng là để cho trải nghiệm, mời các bác cũng chúng ta cùng trải nghiệm một số cái dòng loa toàn giải mà hiện nay Hoàng Gia đang có. Thì trước mặt của các bác đang xem thì Hoàng Gia đang có hai đôi toàn giải, một đôi của hãng Philips Bát 20 hình phễu, các bác có thể nhìn hình phễu ở bên ngoài cùng, và cái đôi màu vàng vàng là của Footer, đôi đấy là Bát 16. Thì trong ngày hôm nay thì Hoàng Gia sẽ test, mời các bác chúng ta cùng trải nghiệm chất âm của hai đôi loa này để chúng ta trước khi chúng ta đến quyết định để chúng ta lựa chọn. Và hôm nay thì Hoàng Gia cũng xin giao lưu các bác những cái giá cực kỳ tốt các bác nhé. Và ngoài ra thì Hoàng Gia cũng có một cái đôi loa của Sony được tháo ở cái những tivi tivi đít lồi ngày xưa đấy, gọi là tivi công nghệ CRT đấy, công nghệ đít lồi ngày xưa là tivi rất là to. Thì có một cái đôi loa đằng sau này, thì lát nữa Hoàng Gia cũng sẽ mời các bác cũng test thử chất âm luôn. Nó nhìn nó rất là quái dị các bác nhá. Hoàng Gia để phía sau đây. Thì bây giờ lát nữa thì Hoàng Gia sẽ mở một bài hát và sẽ test ba cái đôi loa này luôn. Để các bác xem cùng đánh giá chất âm và cũng như là Hoàng Gia sẽ báo giá luôn để các bác cùng theo dõi nhé. Trước khi vào video test thì Hoàng Gia xin giới thiệu qua một chút về đây là đôi loa Footer này. Đấy, Bát 16 gần zin nhá. Gần cao su. Đấy, gần cao su mềm. Đấy. Đây là, nó rất là lâu năm rồi nên cái màng bát của nó bị hẩm và xỉn theo thời gian. Đấy, còn tất cả là zin đét luôn. Đấy, củ nó đây. Model của nó đây, Footer FE163SR. Đó, 6W. Made in Japan, trở kháng là 8 ohm. Đó. Đây các bác nhá, em đã đấu cái cầu loa ở đây rồi, thì lát nữa thì cho tiện cái việc chúng ta tháo thì chúng ta sẽ dùng cái kìm kẹp này, cái kẹp bát xấu để chúng ta kẹp vào thôi. Đấy, còn đây là đôi toàn giải Philips này. Đôi này đôi Bát 20 phễu. Đấy. Phễu đây. AD3801MD-01 các bác nhá. Philips thì là một cái dòng của châu Âu rồi, các bác nhìn toàn giải này, tâm châm rất là bé. Thì nó thiên về lời rất là nhiều, còn với những cái dòng như Footer này thì nó nam châm, các bác nhìn củ từ rất to thì nó thiên về cái phần bát nhiều hơn. Đấy, còn với những cái Philips mà từ bé này thì nó thiên về lời. Thế nên từ đó thì chúng ta có thể lựa chọn theo sở thích của từng người. Ví dụ như bác nào mà thích nghe trung âm sáng rõ nét, mộc mạc thì chúng ta nên chọn Philips, còn nếu bác nào thích nghe nó trầm trầm một chút và nó có tiếng bát một chút thì chúng ta chọn Footer. Đấy. Cảm ơn các bác nhá. Và bây giờ thì Hoàng Gia sẽ mời các bác chúng ta sẽ đi thực tế luôn các nhá, thực tế luôn cái chất âm của đôi loa Footer trước nhá. Mời các bác chúng ta cùng nghe này. Footer thôi nhá. Khi mới thương nhau anh hay nắm tay anh dặn dò, cho dù cuộc đời là bể sâu trái ngang, đã thương nhau mình sắt son một lòng, dẫu khổ thế nào thì tình ta vẫn không phai. Khi đó bên nhau ta xây biết bao nhiêu mộng vàng, ta hẹn mùa xuân sang mình sẽ cưới nhau. Lá thu bay rồi đến đông gần tàn, giấc mộng sắp thành thì bỗng ai đổi thay. Tình ơi sao tình gieo nhiều nỗi trái ngang, cho đời lắm ê chề. Tình ơi cuộc đời có bao lâu, vài lần đắng cay thôi, coi như mình đã già thôi nhé anh. Người này ta đã xa lạ rồi, ta chẳng còn gì để mà lưu luyến nhau. Bước chân đi là dứt duyên nợ rồi, nếu gặp giữa đường thì cũng như chẳng quen. Thank you.
xây biết bao nhiêu mộng vàng. Ta hẹn mùa xuân sang mình sẽ cưới nhau. Lá thu bay rồi đến. Ok, và bây giờ thì Hoàng Dã sẽ chuyển nhá. Sẽ mời các bác chúng ta sẽ chuyển sang cặp loa của Philip. Đây, mời các bác chúng ta sẽ nghe Philip. Các bác phải đánh giá nhá, chất âm chắc chắn là sẽ khác nhau rất là nhiều. Tất nhiên là tùy vào sở thích của từng người, tùy vào gu của từng người nữa, nên là cũng sẽ có những cái đánh giá khác nhau. Này. Rồi, mời các bác chúng ta cùng nghe nhá. Ta sẽ mở về bài 1. Vào đây. Cho dù cuộc đời là bể sâu trái ngang, đã thương nhau mình săn son một lòng. Dẫu khổ thế nào thì tình ta vẫn không phai. Khi đó bên nhau ta xây biết bao nhiêu mộng vàng. Ta hẹn mùa xuân sang mình sẽ cưới. Mộng sắp thành thì bóng ai đổi thay. Tình ơi sao tình gieo nhiều nỗi trái ngang cho đời lắm ê chề. Tình ơi cuộc đời có bao lâu vài lần đắng cay thôi. Xa, thôi nhé anh, người này ta đã xa lạ rồi. Ta chẳng còn gì để mà lưu luyến nhau. Bước chân đi là sân duyên nợ rồi. Nếu gặp giữa đường thì cũng như chẳng quen. Khi qua cái clip này các bác mới thấy rằng là Philip tiếng nó khỏe và tiếng nó nét hơn rất là nhiều nếu nói về phần trung âm. Đấy, các bác có thể ý Philip nhá. Nếu mà bác nào thích nghe những dòng nhạc acoustic này và những cái nhạc mộc mạc thì chắc chắn Philip là một cái sự lựa chọn cực kỳ tuyệt vời. Các bác nhá. Đấy. Còn với những bác nào mà thích nghe nó có tí bass một chút thì chúng ta nên lựa chọn Fortech thì đấy. Và bây giờ em sẽ test cho các bác cái loa của TV nhá. Loa của TV để xem chất âm thế nào nhá. Mời các bác chúng ta sẽ cùng theo dõi phần test chất âm của loa TV. Xem có hay như đôi hai đôi kia không nhá. Tình ta vẫn không phai. Khi đó bên nhau
sàng mình sẽ cưới nhau. Lá thu bay rồi đêm đông gần tàn, giấc mộng sắp thành thì bỗng ai đổi thay. Ok, cảm ơn các bác nhá. Và trong video này thì Hoàng Gia cũng xin được tạm dừng tại đây. Đây là một video để so sánh 3 cặp loa mà Hoàng Gia muốn giới thiệu đến trong video clip ngày 22 tháng 10. Đầu tiên là cặp Forster, mẫu đen của nó là 163SR. Thì cặp này thì hiện nay ở trên thị trường thì anh em bán tầm khoảng 3 triệu một cặp này. Đó, thì nói luôn với các bác là Hoàng Gia còn 2 cặp nó như thế này thôi, và bán luôn cho các bác giá thu hồi vốn nhé, 2.500.000 đồng một cặp, bao zin tuyệt đối. Đấy, chắc chắn là không ở đâu rẻ hơn được cái giá này luôn, và bao zin tuyệt đối cho các bác nhé, hàng đấu giá bên Nhật về. Đấy, còn với những cái cặp Philips như thế này, cặp Philips mà các bác đang theo dõi ở video của test này của Hoàng Gia đâu, thì một cặp như thế này thì Hoàng Gia đang bán với giá là 3.700.000 đồng các bác nhé, 3.700.000 đồng cho cặp Philips. Đây là bát 20 các bác nhé. Đấy. Còn cái cặp tivi này, bác nào thích thì Hoàng Gia để cho các bác giá 1.000.000 đồng. Đấy, các về tự đấu dây và lắng nghe thôi. 1.000.000 đồng cho cặp đôi Sony nhá. Đây là cặp Sony của tivi của hãng Sony. Trong này nó sẽ có một củ loa bát này và một cái loa tép nữa. Đấy, một cái tép giấy và một cái loa bát, nó khoảng 14 gì đó, em không nhớ chính xác lắm, nhưng bác nào về thì có thể tháo ra để xem. Hàng vẫn là nguyên bản hết của theo tivi nha các bác nhá. Vâng, cảm ơn các bác, và chương trình này thì Hoàng Gia cũng xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các clip vào buổi tối ngày hôm nay. Hoàng Gia sẽ làm video để so sánh chất âm của cặp loa AR3 bánh bò căng cước trung hở và cặp loa AR3 căng bánh bò trung bông tép phíp các bác nha. Cảm ơn các bác và xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các clip vào tối ngày hôm nay.